Vâng, và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Bảo Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em, gửi tới các bác một cái món đồ khá là hay ho. Nó đến từ thương hiệu Bow, nó bộ có tên là Bow 321 Series 2, Bow FF, tức là Bow Freestyle 321 Series 2. Đấy. Thì hôm nay em về một bộ là bộ hàng Mexico xuất Nhật, điện 100V. Bộ này thì khá là rẻ, bộ này chỉ có 6 triệu thôi. Thị trường bán khoảng đâu đó 8 đến 9 triệu. Nhà em một bộ về được một bộ giá 6 triệu cho các bác, và hỗ trợ cho các bác bao ship toàn quốc đối với bộ này, Bow FF 321 Series 2. Đây, tên đầy đủ là sẽ là gì? FF 321 Series 2 gọi là Freestyle. Bộ này rất là hay là nó sản xuất ra nó sẽ không có cái đầu CD DVD như bình thường, mà sẽ có cái cục kia để các bác phải kết nối cổng quang giải mã từ từ TV xuống luôn, hoặc cắm thiết bị bên ngoài vào như đầu CD, máy tính vân vân. Sẽ có khiển zin đầy đủ ấy. Khiển để các bác có thể điều chỉnh chuyển kênh to nhỏ đây. Đó, to nhỏ giảm ở đây. Cắm trực tiếp vào TV là chơi luôn, ngon lành luôn, hoặc cắm từ máy tính sạc cũng được, làm loa vi tính cũng rất là hay. Đánh cực kỳ khỏe ấy, cực kỳ khỏe luôn. Mà có 6 triệu thì cực kỳ yên tâm cho bác. Đây. Em sẽ quay lại gần cho bác và em sẽ bác xem hình thức trước. Bộ này thì nó sẽ có 3 cái mô đun chính, 4 cái mô đun chính. Một là sẽ có 2 cái loa tay. 2 loa tay sẽ khá là lớn, nó gần bằng bàn tay của em luôn. Mà tay em cũng đã là thuộc hệ là người khá là to, và gần bằng bàn tay luôn. Dạng là loa bố vải các bác, bố vải ở đây để trợ phần lời và phần trung âm ở đây. Và bên kia cũng vậy. Còn ở giữa đây thì sẽ là một loa súp cực kỳ lớn. Súp này thì nó có dòng Bow 321 CD2, CD3 hay dùng. Cực kỳ lớn với công suất, để em sẽ quay phía sau cho các bác xem luôn công suất. Đây. Công suất của loa này sẽ đạt tới là 300W các bác, đây, các bác nhìn này. 300W, và nó được sản xuất tại đây, em nhớ đây, tại Mexico. Đây, made in Mexico, và ở đây là 300W điện 100V. Cực kỳ khỏe các bạn, đánh ở phòng khách các bạn yên tâm, bộ này đánh uỳnh uỳnh luôn. Cái hay của nó là gì? Bộ này thì sẽ không sản xuất đầu CD DVD như bình thường, mà sẽ có một cái đầu là cục này. Cục này cho phép các bác có thể kết nối dây 3.5 từ máy tính vào như em cắm đây, hoặc các bác kết nối cổng quang từ TV vào. Nhưng mà nó sẽ có cả luôn cả điều khiển, là các bác điều khiển, xin điều khiển cho các bác. Xem một chút, em sẽ xoáy cho các bác xem. Đây. Sẽ có 3 ngõ kết nối, một là cổng ngõ, ở đây là ngõ analog này, để các bác kết nối CD hoặc là máy tính vào. Và có 2 cổng quang, đó là cổng CBL sáp, cổng DVD, để các bác có thể kết nối cổng quang và sẽ cắm qua cục súp kia. Đấy, ngon lành chưa các bạn? Và có một con loa tay nữa. Thì với một cái bộ như này thì các bác chỉ cần thêm đổi nguồn thôi là chúng ta đánh hoàn toàn ổn áp rồi. Có cả đầy đủ phụ kiện, sẽ có đầy đủ cho các bác là khiển zin đấy. Ở trên khiển thì có hầu hết các chức năng này. Khiển thì họ làm cái này không phải là thừa nút các bác. Khiển họ làm là họ làm để chúng ta có thể dùng cho mọi điều khiển khác nữa. Của các bộ khác đều dùng chung cái khiển này, thì sẽ dùng chung cái khiển. Còn thực tế mình chỉ cần dùng 2 cái ngõ là CBL sáp và ngõ DVD thôi, để truyền cổng thôi, to nhỏ âm lượng thôi. Đấy, còn cổng quang hoặc là AUX truyền cổng, còn tất cả những cái nút này thì nó đều đã làm cho một cái bộ khác. Tức là họ dùng chung một cái khiển, đơn giản như vậy. Đầy đủ sách hướng dẫn nhé. Mã là FS321CD2, giá chỉ có 6 triệu thôi. Các bạn nhé, 6 triệu bao ship toàn quốc, một bộ duy nhất. Bạn nào quan tâm thì có thể điện thoại hotline 0964801493 để mua hàng. Bộ này cực kỳ đẹp cho các bác. Nguồn phát thì em đang phát nhạc từ cái đầu giải mã Cambridge CX-NV2 để lấy nhạc số lên trên này phát cho các bác nghe. Và bây giờ thì mời các bác lắng nghe một số bản test nhạc tới từ Bow 321 CD2, Bow FF 321 CD2 các bác nhé, hàng Mexico xuất Nhật, hình thức cực kỳ đẹp, giá chỉ có 6 triệu, bao ship toàn quốc, một bộ duy nhất. Bác nào quan tâm thì có thể điện thoại hotline là 0964801493 để mua hàng các bác nhá. Bây giờ mời bác cùng lắng nghe bản test tới từ Bow 321 Bow FF 321 Series 2. Gọi người đợi mong.
chiều trong cho mềm mây ướm nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay hay. Ngày đi qua vài lần buồn phiền, người quen với cuộc tình đã người quên một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mãi. Bao lâu rồi tiếc những ngày có ông, lần tìm trong đủ lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bình bông, về đâu thân này mòn mỏi, về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng. Bao lâu rồi tiếc những ngày còn âu thương, lần tìm trong nụ lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bình thường, về đâu thân này mòn mỏi không, về sau